Cô Hồng chào tất cả các con. Hôm nay cô Hồng sẽ hướng dẫn các con vẽ một bức tranh bốn mùa bằng màu sắc dầu nhé. Ngoài màu sắc dầu ra, chúng mình có thể vẽ bằng màu nước, màu thần tiên hay là màu acrylic đều được nhé các con nhé. Các bạn chuẩn bị cho cô giấy vẽ A4, bút chì, bút màu, băng dính giấy. Băng dính giấy các con có thể nhờ bố mẹ đặt mua ở tất cả các nhà sách các con nhé. Trước tiên chúng mình chia khổ giấy A4 ra làm 4 phần tượng trưng cho 4 mùa bằng băng dính giấy. Sau đó chúng mình bắt đầu tô màu nhé. Bình thường cô Hồng sẽ hướng dẫn các bạn tô màu kín từ trên xuống dưới. Thế nhưng mà hôm nay thì ngược lại, cô sẽ hướng dẫn các bạn tô màu nhẹ nhàng, tô nhạt thôi, từ trên xuống dưới. Nhưng chúng mình vẫn tô từ đậm đến nhạt nhé, có độ chuyển từ đậm xuống nhạt. Trước tiên cô lấy màu xanh đậm, cô tô ở bên trên và chuyển dần xuống dưới là xanh nhạt dần. Tượng trưng cho bầu trời mùa xuân các con ạ. Sau khi tô xong bên phần bầu trời của mùa xuân, chúng mình chuyển sang chúng mình tô ô bên cạnh và chúng mình sẽ chuyển màu sang tông màu nóng. Chúng mình sẽ tô màu đỏ cam, chúng mình tô ở phía trên là đỏ và chuyển dần xuống cam vàng. Tượng trưng cho bầu trời mùa hè các con nhé. Chúng mình nhớ phải tô chuyển màu đấy. Chuyển từ đậm xuống nhạt, từ trên xuống dưới. Như vậy là chúng mình đã tô xong bầu trời của mùa hè rồi. Và bây giờ chúng mình cùng sang tô bầu trời của mùa thu nhé. Chúng mình sẽ vẽ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Và bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang chúng mình tô bầu trời của mùa thu. Phía trên chúng mình sẽ dùng một ít màu xanh đậm. Sau đấy chuyển xuống dưới chúng mình sẽ chuyển tông màu tím. Cũng như các ô trước đấy thì chúng mình sẽ chuyển từ đậm xuống nhạt, từ trên xuống dưới cho cô. Ở phía trên thì cô sẽ sử dụng màu tím đậm, xuống dưới cô chuyển màu tím nhạt dần. Chuyển sang màu hồng phấn và sau đấy là chuyển dần xuống trắng nhé. Như vậy là chúng mình đã tô xong phần bầu trời của mùa thu rồi đấy các con ạ. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang tô bầu trời mùa đông. Bầu trời mùa đông thì trời mùa đông thì thời tiết rất là lạnh đúng không? Cho nên chúng mình sẽ dùng gam màu lạnh chúng mình tô. Cô sẽ sử dụng màu xanh lam đậm tô ở trên phần phía trên và càng chuyển xuống dưới thì càng chuyển nhạt dần sang màu xanh cobalt, sau đấy chuyển dần xuống dưới trắng các con nhé. Như cô đã nói từ trước, chúng mình không cần tô kín. Thế nhưng mà các bạn cố gắng, các bạn tô đều tay cho cô và chuyển đều tay cho cô nhé. Như vậy là 4 mùa xuân, hạ, thu, đông chúng mình đã tô màu xong đúng không? Và bây giờ cô hướng dẫn để chúng mình làm cho màu nó đều. Thì các bạn sẽ dùng một tờ giấy. À bây giờ chúng mình có rất nhiều khẩu trang y tế đúng không? Những cái khẩu trang mà chúng mình có thể không sử dụng nữa thì các con có thể dùng và các con gập lại, các con cắt, các con gập lại. Sau đấy các con di, dùng tay di từ trên xuống dưới và cố gắng di đều cho cô để màu được đều, được mịn. Các con có biết lý do vì sao mà cô hôm nay cô lại hướng dẫn các bạn là tô nhẹ một lớp màu phía trên, chuyển nhẹ một lớp màu phía trên thôi. Sau đấy chúng mình sẽ dùng khăn giấy, chúng mình di từ trên xuống dưới cho đều màu không? Đấy, có một lý do. Đấy là hôm nay mình chưa phác hình, đúng không? Và mình cũng chưa vẽ gì lên hết.
bây giờ hôm nay mình mới làm lớp nền thôi. Nếu mà mình tô đều màu kín màu từ trên xuống dưới, khi mà mình muốn đè một lớp màu khác hay là vẽ đè hình lên thì nó sẽ rất là khó, nó sẽ không ăn màu, không ăn mực. Đấy là lý do vì sao mà cái lớp nền chúng mình sẽ chỉ tô một lớp nhẹ thôi, và sau đấy lấy cái khăn giấy chúng mình di đều cho nó chuyển màu từ trên xuống dưới và nó mất đi cái lớp phấn của màu ở phía trên. Như thế thì chúng mình muốn đè màu khác lên hay là muốn vẽ chặn lên thì nó rất là dễ, đúng không các con? Đây là cô hướng dẫn với màu sắc dầu hay là phấn tiên thôi, còn với màu nước hay là màu acrylic hay là sơn dầu thì các bạn cứ vẽ bình thường thôi, cứ vẽ bình thường và chúng mình chờ khô đi, sau đấy chúng mình chặn lớp tiếp theo lên thôi các con ạ. Không cần phải làm như thế này nhé, làm như thế này với phấn với sắc dầu và phấn tiên thôi các con nhé. Các bạn cố gắng di đều tay từ trên xuống dưới cho cô nhé, như lúc mình tô màu luôn. Các con cố gắng di đều từ trên xuống dưới để cho nó đều màu và nó mất đi cái lớp phấn của màu, nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ chuyển của màu từ trên xuống dưới cho cô. Như vậy là cái phần nền của bức tranh bốn mùa xuân hạ thu đông các bạn đã hoàn thành rồi, đúng không? Bây giờ chúng mình chỉ được vẽ lên trên cái nền này. Chúng mình sẽ sử dụng bút chì để chúng mình vẽ lên nhé các con nhé. Bút chì chúng mình nhớ sử dụng bút chì khoảng tầm 8B. Nếu bạn nào không có bút chì 8B thì chúng mình có thể vẽ bằng bút chì bình thường cũng được. Bây giờ chúng mình sẽ vẽ phần nền đất, đúng không? Đấy, sau khi vẽ xong được phần nền đất thì các bạn sẽ lấy màu đen, các bạn tô kín màu đen cho cô. Còn bạn nào mà có màu còn bạn nào mà có bút chì 8B rồi thì chúng mình sẽ sử dụng luôn bút chì đó để chúng mình chạm lên cho cô cũng được. Còn nếu không thì chúng mình sẽ lấy màu đen chúng mình tô lên cho cô. Như vậy là chúng mình đã xong phần đất rồi, đúng không? Bây giờ mình chỉ cần dùng bút và mình đi lại nét ban đầu để cho nó sắc nét là được. Chúng mình cố gắng đi lại nét để cho nó không bị nhem nhé. Đất rồi thì bây giờ chúng mình sẽ sử dụng bút chì và chúng mình vẽ thêm cái phần cồn đá cho cô. Chúng mình vẽ một ít đá nè. Đấy, sau đấy chúng mình tô luôn màu cho đá. Vẽ xong đá rồi các bạn sẽ vẽ phần cây. Bây giờ mình sẽ vẽ phần thân cây trước nhé. Một cây cổ thụ thật to, tán lá xum xuê.
Như vậy là phần thân cây chúng mình đã vẽ xong rồi đúng không? Bây giờ các bạn sẽ lấy màu đỏ đậm, các bạn tô vẽ cái phần lá, chấm cái phần lá cho mùa hè trước nhé. Cái phần mùa hè là tông nóng đúng không? Tông nóng cho nên mình sẽ sử dụng luôn màu đỏ để mình chấm lá cho cái phần đấy, để cho nó hợp hóa sắc. Khi mà chúng mình đã trà cái phần nền đi rồi thì cái phần nền nó sẽ bị mất đi cái lớp phấn của màu, cho nên là khi mà mình vẽ chặn màu lên thì nó sẽ tươi màu và nó sẽ ăn màu. Ở phía bên bầu trời mùa thu, đây là phía bên bầu trời mùa thu đúng không? Thì chúng mình sẽ sử dụng màu tím đậm và chúng mình chấm thêm những chiếc lá. Tương tự ở bên bầu trời của mùa đông thì chúng mình sẽ lấy màu xanh đậm và chúng mình sẽ chấm thêm chiếc lá vào cho cô nhé. Mình sẽ lấy màu xanh than hoặc là xanh coban đậm cũng được, xanh lam đậm cũng được. Chúng mình chấm thêm một chiếc lá lên cho cô. Như vậy là bức tranh của chúng mình, bốn mùa của chúng mình đã hoàn thành rồi đúng không? Các con có thể vẽ thêm những cái gì mà các con thích. Ví dụ các con có thể vẽ thêm con chim, con bướm, cây cỏ, hoa lá, tùy các con. Sau khi các con vẽ xong thì các con nhớ nhờ bố mẹ chụp ảnh gửi lại cho cô Hồng và inbox, hay là có thể